đánh nó mới đi, nó trời mới đi cũng kia rồi bắt nó đi nữa thì đánh đi 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 nói chửi chị biết
gia đình mình alo nè, để chụp cái phụng cho thấy ăn lực nó bị dạ quá nhỏ. Đây coi anh lực cầm giùm em này. Này sáng lắm nè, lên to cho phía lên to. Ở đây thầy qua nhìn đứa này, nhìn đây nè 1 2 cái mà cái tuổi này chứ lớn tuổi rồi. Trời, tao qua đó mà tao còn xin một con bây giờ bà trẻ hơn lúc trước mà đi diễn chung cho mình đến nè, nhìn cho nó nè. Ăn ngàn người. Hôm lúc trước á còn tròn á, thành ra là nó thấy như nó ấy, bây giờ gọn nè, năng động nhẹ nhàng hơn nè. Cô Phụng mấy cái mùa dịch thấy thương gì đâu nghe, từ thiện tờ thấy thương. Lúc nào cũng dễ thương, phải nhẹ nhàng nghe ở lại chơi. Chị Duy bạn chị xe à? Có xe nó chờ. Chị Hoàng nổi tiếng đó. Dạ ơi, chị Duy Hoàng nổi tiếng. Vô tiếng. Rất nhiều khán giả vô mới quá. Tôi còn rất được dạy. Trời ơi, thôi đừng có quay nữa, tôi sợ gì mà đi giữ. Trời ơi,
gì cô. Thôi thôi quay nhiều quá. Người ta chửi đó. Rồi, tiễn cô tới đây thôi nha mọi người.